Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Morganga. Đấy, thì nói chung là mình đã nhận được rất là nhiều lời yêu cầu, cũng như là các bạn comment trong livestream của mình này, rồi bình luận dưới clip của mình này khá là nhiều lần rồi về vị tướng Morganga. Đấy thì mình hôm nay sẽ làm clip về vị tướng Morganga cho mọi người mở rộng tầm mắt nha. Wow, Liliana đẹp thế. Trời ơi, lung linh quá. Tiếc là mình không có trang phục gì đẹp bằng bạn, không thể sánh ngang cùng với bạn được. Vì thế nên mình sẽ, ôi trời ơi, đau quá. Nay mình sẽ đánh cho bạn nguéo càng cua luôn, cho bạn biết thế nào được sức mạnh của trang phục mặc định. Đấy, mặc dù mình có nhiều nick kia, không biết mấy kia mình có trang phục không nữa, nhưng mà hơi kệ. Rồi xong, team mình hiện tại bị chết một mạng rồi. Để cho cái phần không khí của mình nó thêm gọi là hấp dẫn và thoải mái, thì hôm nay mình quyết định chơi lớn, cực kỳ lớn luôn. Đó là mình sẽ tra tổng ha. Mình sẽ tra tổng kia, mình bét Morganga đi ha. Ok ok, nói được là làm được, nói liền là làm liền. Đấy, không cần phải suy nghĩ. Đó, bét Morganga. Đó. Chơi là phải chơi cực kỳ lớn luôn. Đấy, mọi người thấy khoái không? Khoái lắm. Khoái không hay không khoái gì thì mình cũng quất nữa. Cho mọi người biết thế nào được gọi là bét Morganga của Việt Nam. Đấy. Bét Morganga trong trận đấu này nha, chứ không phải là bét Morganga Việt Nam nha. Mình lấy lộn lấy lại được không? Đó, bét Morganga của trận đấu ngày hôm nay. Morganga ở Củ Chi hả? Không 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 bạn ơi. Cái này á, là cái nick này của mình, là mình mua nick. Tâm ra thì mình mua từ cái thời rất lâu rồi. Nói chung là người ta tặng đi ha. Mất công các bạn cứ tưởng mình mua nick kìa. Ê, ông nội. Trời ơi, tôi kêu bét Morganga cái ông đánh tôi luôn hả? Ơ, đau quá. Ơ, tộc biến này. Đó, sợ sạo ha. Trời, bét Morganga đó. Đấu với cả đầu gấu à. Rồi ok, bật chat bét Morganga. À đủ. Ê thằng béo. Ê, béo béo mập. Fuck you. Mình sẽ chiêu tem mạng luôn này. Cay quá rồi đó. Bét Morganga nhá. Morganga nè. Đó, để cho rừng tem bạn nó truy sát mình. Đấu xanh tí nữa thì mình sẽ chọc thằng Zuka luôn. Ôi, đó, mọi người thấy mình chơi lớn không? Chơi là phải chơi lớn. Không có phải là mình xanh rồi mình mới chat nha. Mình chat ngay từ đầu luôn ấy, trước khi mà mình xanh luôn ấy. Đấy mới gọi là chất chơi người rơi. Anh em không được bắt chiếc mình nha. Đấy, bản quyền đấy. Tôi mà thấy ông nào vào mà cái là bét Morganga hay là bét cái con gì đấy, chỉ được tôi mới được sử dụng cái tình trạng này thôi nha. Đấy, tôi mà thấy mà tôi kiện luôn ấy. Kiện ra tòa luôn ấy. Cho đi tù mục xương cũng phải bồi thường. Cái này gọi là bản quyền đấy. Chơi luôn này, anh A Thu anh làm gì đây? Trời ơi, một mình anh mà anh dám ăn con rồng á? Trời ơi, con rồng nó to hơn cái người anh nữa. Vớ vẩn quá. Phóng à? Mình tính thôi, mình thấy lao vào mà kiếm chuối, đang chém gió, ông Zuka, ông chạy ra, ông lướt vào, ông hớt tay trên của mình. Quá là đau luôn. Đó, khoái không? Xem bạn hôm nay có vẻ lạnh lẽo nhỉ? Thì mẹ mọi người biết tại sao mình lại hủ báo cáo trôn, mình dám khẳng định là làm chat một câu bét Morganga không? Tại vì á, cái nick này hiện tại của mình đang ở bạch kim thôi, bạch kim 2 thôi. Đấy là một cái lý do mà khiến cho mình gọi là hủ báo cáo trôn, tự tin và tỏa dáng. Chứ nói thật, bẻ lên mấy cái đanh kim cương, tôi nhìn em re như hột me luôn ấy, không có dám nói gì hết trơn ấy. Wow, quá đẹp luôn. Ôi, giật chiêu cuối một cái này, quéo càng cua chưa? Trời ơi, có con rồng nữa chứ. Trời, đúng là chất chơi người rơi. Nó, người thấy khoái không? Khoái lắm, ngon ngay. Mình sẽ lên nó đi giày kinh cửa nhá. Hư nè à. Đó, thơm ơn, khoái lắm. Đó, bét Morganga của người ta đã chuẩn bị trở thành gọi là chùm mít này. Thì Zuka, tóc biến này. Vãi cả lều nhà nó. Nó đuổi nó ăn mình đi. Trời ơi, tôi chỉ chát một câu bét Morganga này thì chết ngược này. Ngon, 4 điểm rồi. Chết đi đừng ngại ngùng. Và hãy chết đi đừng thèn thùng. Và hãy chết, trời được 5 điểm pha đó là nó chết rồi đấy. Zuka ơi, khốn nạn nha. Đó, mình phải chọc tức nó. Xem nó làm gì nhau. Cái gì vậy trời, tôi chát cái gì vậy. Zuka chát thẳng tem địch luôn, chát tổng luôn. Nhưng mà theo tay em bên kia nó có vẻ như là nó không có mọi người hiểu không, nó không có trả lời cũng như là nó không có trêu ghẹo mình nhỉ.
trước thì mình có làm một cái clip mà mình kêu bét này bét kia, trời ơi tay bên bạn nó chửi quá trời luôn, trời xong bị tôi quấn cho nhục luôn á. Nhưng mà trận này thì tên bên bạn có thể nói là quá là bình tĩnh luôn, quách tỉnh luôn, không có vấn đề gì xảy ra hết trơn, vẫn cứ im lặng mà lao vào một kiếm chuối, lao vào rồi. Ôi Zuka ơi, Zuka tên mình ơi, trời ơi, trời ơi bé đùa con ga đấy bạn ơi, bạn Zuka ơi, bạn có thể đào, bạn có thể thông não ấy rồi, bạn có thể nhìn map được không, trời ơi khó quá đó. Nhưng mà không sao, để cho nó phế vậy á. Đó, xong rồi mình chat bét này, mình ga cho xem bạn nó cười chê mình chơi, xong tí nữa mình sẽ gánh theo á. Đúng là một kịch bản quá lợi hại, quá là thông minh luôn. Trời ơi, tôi mà trời, mình là mình gọi là không có làm đạo diễn ấy, mình mà làm đạo diễn rồi ôi. Tương lai sau này mình sẽ đi học một cái gọi là khóa, gọi là đào tạo, gọi là diễn viên mà quay phim đấy. Mình sẽ làm ra những cái tiểu phẩm vừa là đúng như mình mong muốn. Yeah. Mọi người thấy đấy không? Ê, đừng chơi nó nè. Trời ơi, nhiều lúc mình nghĩ ra những cái ý tưởng nó thực sự là bá đạo luôn. Nhưng mà nói chung là cái kiến thức của mình nó không cho phép. Không cho phép, đâm ra mình vào Liên Quân mình chém gió thôi. Chứ bây giờ thì thật sự nói mình cũng không có biết rõ về quay phim cho lắm, chả biết cái mèo gì. Chắc có lẽ sau này mình sẽ học thêm nhá. Không biết các bạn có ủng hộ mình không đấy. Đấy, tôi sẽ làm đạo diễn, tôi sẽ làm diễn viên. À không, tôi sẽ làm người quay phim được các kiểu các thứ thêm. Khoái lắm. Có anh nào khoái không nè? Rồi, thôi dẹp cái chuyện đó sang một bên đi ha. Tập trung vào chuyên môn đi. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái chuyện băng đi ha. Cái đó là vấn đề của tương lai. Nói được nhưng mà làm được nó một vấn đề khác nhau hoàn toàn nha. Chém gió thì khó, ý là chém gió thì dễ, mà sự thật thì rất là, làm thật thì rất là khó luôn. Nó có thể là không hoàn thành được luôn ấy. Úi giời ơi. Thôi, quay trở về với chủ đề chính. Đó chính là chôn tem bạn. Đấy. Cái gì vậy? Ôi, đau. À thu. Trời ơi, tốc biến nhanh còn kịp. Trời ơi, đông quá. Ôi, pha đó mình ngáo thật. Pha đấy mình không cần tốc biến. Thật sự không cần tốc biến luôn. Nếu mà mình không tốc biến ấy, Murat lên nó chém gió tem bạn. Úi giời ơi, tơm. Giá 3-4 người luôn. Cuối cùng mình tốc biến cái nó chạy về hết trơn luôn. Murat chém gió chả chúng ai. 3-6 rồi, tem mình đang phế đã. Đó, phế như vậy đó, nhưng mà mình thấy nó khoái khoái. Nhớ nha, mọi người đừng bao giờ bắt chước giống mình nha. Mình chủ yếu làm clip cho mọi người xem và trải nghiệm, xem tem mình như thế nào và tem bạn như nào. Nhưng mà trận trước, mấy trận trước chửi quá trời luôn. Thề luôn, tôi kêu chat bét mà gân ga hay là bét dừng một cái, trời, tem bên kia nó chửi quá trời luôn. Tem mình nó chửi quá trời luôn. Nhưng mà trước mình có làm mấy cái clip rồi, hoặc là bét mít gì đấy chẳng hạn. Nhưng mà đến khi hôm nay mình chat bét mà gân ga chất tẩu luôn mà không có ai nói năng gì. Tem mình cũng im lặng, kể cả phế cũng im lặng. Đúng là gặp toàn thanh niên gọi là cứng. Yếu chút đi, chửi nhau chút cho nó vui nào. Trời ơi, cho nó hấp dẫn cuộc chơi nào. Đồ hơn nhiều, éo ăn được tao. À, Zuka tem bên mình kêu là Zuka bên kia đồ hơn nhiều. Ôi, lao vào kiếm chuối. Lao vào kiếm chuối, giật chiêu cuối nè. Kiếm chuối này, kiếm chuối này rồi, nó chết rồi. Chết chắc rồi, ba mạng ngọt rớt. Đó, thơm ngay. 3-6, bây giờ là 7-7. Thơm lừng như củ gừng luôn. Tiếp tục nè, Zuka nè. À, chị quay tôi chưa nói rất mồm mà ông nói. Thề luôn, chưa nói rất mồm luôn. Tôi chưa kịp comment vì rút rời luôn, mẹ vừa mấy trang bật chat tổng một cái gặp ngay ông nói Zuka ông phang mình hai lần, lần này lần thứ hai rồi nha. Trời ơi, bên mờ gan ga nè, cay thì cái chứ. Trời chúc tôi cho các bạn biết thế nào được gọi là sức mạnh của mờ gan ga, nó đáng sợ như thế nào nhá. Có ông nào cười tôi nãy không? Có ông nào cười tôi hai cái pha chết vừa rồi không? Không biết cười nghe chưa. Trời ơi, ông nào cười ông hở 10 cái răng. Ông nào cười có gan comment cho tôi biết ở ngay dưới clip này coi. Dám cười không? Dám cười ha ha coi. Hoặc là mắc cười quá coi. Thử comment đi rồi biết. Tôi sẽ cười theo. Chứ tôi đâu làm được cái gì đâu. Cứ thử comment đi rồi biết kìa. Thấy cảnh luôn à. Ôi chàng bạn đông quá. Ôi A Thu. Ôi A Thu. A Thu này. 5 điểm này giật chiêu. Bỏ bật chiêu cuối nó cứ giật cái tẹt một cái, cuối cùng nó chết trước khi giật nó. Trời ơi, buồn thế. Thì ra nó canh me cho rừng các bạn ăn rồng. Được, khá lắm, mình thích lắm.
Đấy các bạn, có một số bạn bạn hay comment như gồm mình làm clip về Maganga đấy, mình làm gì đấy, các bạn thấy khoái không? Trời ơi, sướng đi, hay sướng đi đừng ngại ngùng, và hay sướng đi đừng thèn thùng. Nói chung là vị tưởng Maganga với cả vị tưởng Anette này mà đi cùng nhau thì nói thật chứ nó hồi máu cực kỳ bá đạo luôn, cực kỳ bá luôn chứ không phải bá nữa. Ủa Murat lên chém nát đít Nakarot luôn kìa, tội thiệt chứ, buồn như con chuồn chuồn đúng không anh Nakarot đẹp trai khoai bự. Nói chung là danh bạch kim á thì mình làm sao cũng được, nhưng mà nói thật chứ lên kim cương thì chắc không dám, tại vì đầu mùa bây giờ kim cương đánh bá lắm thiệt chứ, cái nick kia của mình leo rank mai bây giờ mới bạch kim cương 3, cứ lên xuống trận thắng trận thua khó lắm. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn đang ở đánh bạch kim, các bạn cũng đừng bao giờ bắt chước chúng mình nha. Tại vì nói chung là đánh bạch kim này mình có thể quẩy tốt, mình có thể chết một hai mạng mình cũng có thể gọi là gánh được tem, nhưng mà các bạn thì nó khác. Vì thế các bạn đừng có bao giờ bắt chước chúng mình đấy, không là sẽ bị ăn chửi đấy. Ê Zuka hồi nãy ăn tui đúng không? Bơi vào đây mà kiếm chuối này, bơi vào đây. Ôi, nở hoa kìa, hoa sen đẹp thế, này thì đao vào này. À, còn cái phụ trợ à, châu thế nhở, bơi hết vào đây. Trời ơi, ôi nó phóng kìa, phóng kìa, quăng cái chiêu một qua là nó làm chậm ngay. Ôi ôi, Liliana à, nhìn người đi chứ, ôi lao vào mình như một vị thần thế làm sao mà ăn được. Đây mình nó quá đông trong cái pha vừa rồi luôn. Ủa đông, trời ơi, đông quá. Đâu rồi, Du Béo. Ông Du Béo này hồi nãy ăn tôi này. Hồi nãy ông ăn tôi hai lần cái kiểu như là gọi là cắn lén này, khốn nạn này. Chạy đâu khỏi nắng bây giờ. Chạy đằng nào, chạy này, đâu rồi. À, con hàng chết ngắc luôn. Vãi cả tèo. Rồi xong, tem bạn quéo càng cua rồi. Hồi nãy tem mình đang rất là phế nhưng mà bây giờ được sự gọi là xanh sao đến từ treo nát. Anette với cả treo nát đi cùng nhau hợp nhau, lên luôn cái áo choàng băng giá. Lâu lắm rồi mới được gánh anh Duy. Sướng nha, lâu lắm rồi mới được gánh hả? Trời ơi. Chắc là mấy trận trước các bạn phế vật đi gì. Ê choáng kìa, hay quá bạn ơi. Trời ơi choáng hay quá, 5 điểm rồi kìa. Ô cố lên, Cố lên nữa đi, dứt chiêu cuối. Fuck you. Mẹ ơi, nó chạy về mất tiêu rồi. Toàn anh gánh. Đấu với cả đầu gấu này. Ui ôi, dứt chiêu cuối này. Wow. Trời ơi, đông quá. Tóc biến qua bên này cái nào. Thơm lừng như củ gừng cái nào. Zuka chết. Sướng. Phê. Khoai. Mọi người thấy biết mà gân ga thế nào. Ôi, Nakarot, 3 điểm, 4 điểm, dứt chiêu cuối. Em đi xa anh quá. Coi bị không, nơi đây anh vẫn đứng đợi một gốc cây, ít lộn dưới gốc cây. Anh chờ đợi một cơn mưa. Đây, đang hát đấy. Mình đang hát đấy mọi người ạ. Không biết các bạn có nghe thấy mình hát quá hay không nữa. Nhưng mà mình cảm thấy mình hát rất là hay. Mà hay không thì mình cũng chịu. Chắc chắn rồi, mình hát thì mình cảm thấy hay rồi. Đấy. Em biết Maganga. Em biết nè. Trời ơi, anh gì ơi. Tên bạn ơi, la vào em mà lấy thân thể em đi. Chiếm lấy thân thể em đi. Anh Du Béo đâu rồi ta. Khổ ghê thật đấy. Tem mình với tem mình kia nó méo comment gì hết trơn. Chán nhở. Mình chỉ mong muốn là tem mình nó chửi này. Này thì bad mid này. Hoặc là bên kia nó kêu này thì bad mid này. Chẳng hạn như thế. Mình rất là thích vấn đề đấy. Ê, bùa xanh bùa đỏ thế này thì tem bạn chỉ có đường mà Quéo con cua này, hư nè, rồi chết. Anh Nakarot nằm xuống. Trời ơi, chết một cách gọi là sung sướng cuộc đời. Nó chính là độc phát công tâm, quéo con cua mà chết. Bây giờ mình sẽ lên cho nó một cái món. Ê, con hàng. Từ đã, chờ chút đi. Mình không biết lên món trang bị gì bây giờ nữa. Nó lâu lắm rồi, thề luôn á. Chắc cả năm trời nay chưa chơi con mà gan ga này. Lao vào mà kiếm chuối anh ơi. Kiếm chuối anh ơi. Hư nè. Mình sẽ lên cho nó một món kháng phép gì đó cho nó có châu đi ha. Vương miệng được không? Hay là quyền trượng ha. Ê, có chuối. Hư nè.
Hư này à, giật chiêu cuối này à, chết một anh này. Đấu với cả đầu gấu này hay quá. Ê, bị chóa cái đầu xanh, bị chóa cái. Ôi ôi, mẹ ơi, nó dồn sát thương đau thế nhờ. Con nào dồn sát thương mình ấy? Vãi cả hàng. Trời, xong tem bạn quét sạch tên mình luôn. Tem địch chết ba, quân ta chết hết. Em mệt mít nè, em mệt mở gan ga nè. Mấy anh ơi, bắt em đi. Trời ơi, em khoái lắm. Chơi phải chơi lớn vậy luôn ấy mọi người ạ. Trời ơi, có anh chị em nào dám chơi lớn giống mình không? Trời, nói được là làm được. Đó, tao biết rồi. Ông nội kia tao biết rồi. Mình sẽ lên cho nó cái món gì bây giờ cho nó ấy nhỉ? Thật sự ra không cần quyền trượng đâu, con này hồi máu mà. Vương miệng. À, mình có món gì bây giờ cho nó châu châu ta? À, cho nó món gì cho nó châu châu ta? À, vương miệng đó thì nó sẽ khiến cho mình gọi là... Đấy. Em giận anh. Em giận anh hả? Em bét mờ gan ga này mấy anh ơi. Em bét mờ gan ga nè. Em thích quá. Ai bắt em đi? Trời ơi, em đang cô đơn quá. Rồi ok, bây giờ mình xanh rồi đó. Mình sẽ kiếm các bạn mình dịch dịch chơi. Quang độc trong người dịch chưa cưới chơi. Dịch phát nào quéo con cua bắt đấy sướng lắm. Hai đường rồi mọi người ạ. Đấy nhá. Tôi chơi tôi ngay từ cấp tôi gọi là lúc đầu luôn nha. Lúc đầu mà tem mình bị chết một mạng, mình mới chát tổng luôn nha. Làm bét là mà gan ga rồi nha. Không mấy bạn lại kêu để bây giờ định bệnh thì được cái ba cái trận xanh sao rồi. Xanh rồi bắt đầu mới chém gió. Ấy 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 con giời này nó me mình. Nó cay mình à? Con nào có đốt em bạn nó cay mình thì sao đấy? Cái đầu xanh nó cứ đè mình nó giết hoài á. Cay à? Càng cay thì càng chát. Này thì đấu với cả đầu gấu này. Bắt em đi. Cố nàng. Trời ơi. Bắt em đi anh. Trời ơi vãi hàng qua đấy. Zuka hay quá. Trời ơi lướt ngang qua. Cho cái gậy vào đầu vị tướng. Liliana và Liliana nằm xuống. Bông hoa nở rộ. Quá là phê luôn. Thôi có lẽ mình sẽ lên cho nó một món gì có máu đi ha. Mẹ. Đây 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 đây, đây. Gươm hiểm chiết. Được đấy, hợp lý đấy. Cộng 1000 máu cơ mà. Quả cầu băng giá hả? Sách thánh hả? Sách thánh ấy lắm. Còn bao nhiêu đầu tiền mới đủ được. Lên nó gươm hiểm chiết này đi cho nó máu. Nó dồi dào cơ nào. Nacrot bay vào. Đợt này bay vào. Đợt này bay vào một phát là cho nó đi luôn. Nhập viện luôn. Không cần phải nói nhiều. Cày thế không biết nữa. Buồn quá trời buồn luôn. Không sao không sao không sao. Kệ cho nó giết vậy đúng không? Đúng không? Thơm lý không? Thơm lý quá chứ. Cho nó giết này nhiều như vậy nó mới phê. Hư nè. Có con giả thần luôn rồi. Ê Zuka. Ôi Zuka. Zuka, du con nhà bà ca này. Du con nhà bà ca này. Một em nằm xuống. Rồi em thứ hai quéo con cua đây. Trời ơi, nghĩ gì vậy? Trời ơi, mà gan ga bây giờ không phải người gan ga ngày xưa nữa. Double kill. Phê. Giày kiên cường hả? Ủa? Mình sẽ bán cái giày đi ha. Lên cho nó đi giày Hermes đi, cho nó đi cho nó nhanh. Đấy. Không cần giày kiên cường đâu. Thời bây giờ nó quá xanh rồi. Quá xanh về với đội của anh. Quá xanh hay đội của anh. Quá xanh về với đội của anh. Quá xanh cái đội của anh. Không phải là mình, không phải là ấy. Mình hồi nãy mình thấy cái sao mà cái áo choàng băng giá nó lại không có kích hoạt cái nội tại nhở. Hồi đầu mình có thấy cái kích hoạt nội tại xong rồi. Không biết có phải do giày kiên cường với cả áo choàng băng giá nó trùng nội tại không ta. Bật nội tại hoài không được luôn á. Chơi nó này, chơi này anh. Cho anh chết trong nhà này. Vãi cả lều không chết. Ô, lao vào, lao ra mà kiếm chuối. Nằm sướng đây anh. Phải không? Trời ơi, bét mờ gan ga mà. Có phải vừa đâu. Có phải dạng vừa đâu. Người ta bét mà. Wow, dữ không? Mọi người thấy dữ không? Dữ dằn không? Trời ơi, chơi là chơi lớn luôn á. Mọi người thấy chơi lớn không? Đấy, các bạn đã yêu cầu mình làm clip về vị tướng mờ gan ga. Mình đã làm clip cho mọi người xem rồi nhá. Đã làm clip về mờ gan ga, mình còn chơi lớn nữa cơ. Không chơi nhỏ nhỏ nha. Khoái không? Nhớ ấn like và đăng ký kênh và comment để ủng hộ mình ha. Thì thật sự ra nói thì mình cũng không biết có bạn nào ghét mình sau khi mà xem những cái clip giống như thế này không nữa. Nhưng mà mình nghĩ rằng là đây chỉ là những cái clip mà mình muốn cho mọi người kiểu như những cái cảm giác mới lạ. Đấy.
mà làm được cái clip này nó mới gọi là chất. Đấy, các bạn phải nhớ một điều vậy á, cứ đủ bản lĩnh mới làm được những clip như này. Các bạn có bạn nào mà đủ bản lĩnh mình ngay từ cấp 1 đâu? Chám chát con bé bé rừng không? Mà đi rừng người ta nên ra bé rừng không? Nó quánh cho sấp mặt lờ luôn nữa không? Rừng thì vẫn có thể trốn được. Chứ còn bạn mà ra mít ấy, trời bạn cái bé mít kìa coi, nó quánh cho sấp mặt luôn đấy chứ. Ở đó mà 3-4 thằng nó ra đập hư ha hư ha, sướng phê. Nhưng mà mình quất luôn, không có ngại, không có ngại, dân chơi mà sợ gì. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nha, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại người trong cái clip sau. Hey, bye bye mọi người. Nhớ đăng ký kênh và like cũng như là comment để ủng hộ mình nha. Mình thấy là cái lượng người xem và cái lượng người đăng ký kênh quá là thấp luôn. Có nghĩa là 10 bạn xem chỉ có gọi là 3 bạn đăng ký kênh thôi, còn 7 bạn không đăng ký kênh, mình buồn lắm.